Xin chào các bạn, đứng bên cạnh mình đây là bộ đôi SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu hạng sang Mercedes-Benz. Hai cái mẫu xe này đặc biệt và cũng là xuất hiện trong cái clip này vì một cái lý do rất là lớn, đó chính là vào tháng 3 vừa qua thì Mercedes-Benz đã có một cái đợt thông báo điều chỉnh về cái mức giá bán dành cho những cái mẫu xe có số VIN sản xuất 2022. Và cũng chính vì cái điều này nó đã làm cho hai cái mẫu xe này trở nên thêm phần hấp dẫn. Khi mà trước đây chúng ta sẽ khởi động với mức giá khoảng 2 tỷ đồng cho chiếc GLB 200, một cái mẫu xe hạng sang có 7 ghế ngồi, thì bây giờ đây cái mức giá các bạn có thể dễ tiếp cận hơn khi với mức giá chỉ từ hơn 1,6 tỷ đồng. Đồng thời cái mẫu xe hiệu năng cao AMG 35 gần như là hiếm hoi nhất trên thị trường hiện nay, nó cũng có cái mức giá vô cùng dễ tiếp cận khi mà từ hơn 2,2 tỷ đồng. Các bạn sẽ có một cái chiếc xe SUV 7 chỗ hơn 300 mã lực. Đây sẽ là một trong những cái mẫu xe mà mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn trong cái clip này. Tại vì trước đây thì mình đã trải nghiệm cái mẫu xe GLB 200 rồi. Hôm nay thì mình sẽ nhắc lại với các bạn một chút xíu để chúng ta có một cái nhìn dễ hình dung hơn về cái mẫu xe nó có cái mức giá hơn 1,6 tỷ đồng nó có những cái gì. Và đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình về cái mẫu xe GLB 35, một cái mẫu xe hiệu năng cao SUV, và với mình thì đây sẽ là một trong những cái chiếc xe vô cùng hấp dẫn ở cái thời điểm hiện tại. Trước khi bắt đầu chia sẻ về cái phần trải nghiệm của mình thì xin phép cho mình nhắc lại một chút xíu, bởi vì hai cái mẫu xe này thì mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn về một cái clip ở trước đây rồi. Dưới cái góc độ nhìn nhận của mình hay dưới cái con mắt của mình, với những cái chuyến trải nghiệm, những cái hành trình mình đã gặp gỡ, mình đã chạy chiếc xe, thì cái cảm nhận của mình mỗi khi nhìn vào chiếc GLB ấy, đó chính là nó cho mình cái cảm giác nó như một chiếc GLS thu nhỏ. Về trang bị thì chúng ta sẽ có những cái trang bị gần như là tương tự như nhau. Ở đây sẽ có cái bộ đèn pha LED High Performance, cảm biến cảnh báo va chạm phía trước tương tự như nhau. Về phần thiết kế thì ngoài mặt ca lăng ra thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy những cái điểm rất là tương đồng, ví dụ như là hốc hút gió hai bên này, họa tiết đèn pha hay là cái cản gần như là tương tự như nhau. Vì là một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi nên là các bạn sẽ nhìn thấy cái phần thiết kế của mẫu xe nó cũng sẽ có phần dài hơn, thiên hướng là một cái mẫu xe SUV gia đình nhiều hơn. Và đó cũng là một trong những cái nét mà nó thể hiện rất là giống cái chiếc GLS mình đã rất là nhiều lần bị nhầm lẫn. Về chiều dài trục cơ sở thì ở đây sẽ có cái chiều dài là 2m892. Và cái điểm mà làm cho cái chiếc xe nó dài hơn, bề thế hơn và giống chiếc GLS đó chính là cái phần ô kính ở phía đằng sau đây. Các bạn sẽ nhìn thấy một chút khác biệt ở cái phần mặt ca lăng phía trước giữa hai cái mẫu xe ở đây. Với cái chiếc GLB 35 á, thì nó sẽ là cái chiếc AMG thực thụ. Chính vì vậy nó sở hữu những cái phần nan dọc, nó là cái nét đặc trưng của những chiếc xe AMG rồi. Chúng ta đi ở ngoài đường nhìn vào cái phần mặt ca lăng là biết rằng đây là một cái mẫu xe AMG thực thụ. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần bộ bánh mâm cũng như là hệ thống phanh hiệu năng cao của hai phiên bản tất nhiên là nó sẽ có khác biệt rồi. Với cái phiên bản GLB 200 ở đây sẽ có bộ bánh mâm kích thước là 19 inch, sử dụng họa tiết là 5 chấu kép. Bên kia cũng tương tự là 5 chấu kép nhưng mà nó là một cái bộ mâm AMG thực thụ, kích thước thì có nhỉnh hơn 1 inch. Về hệ thống phanh thì chắc chắn ở bên mẫu GLB 35 AMG nó cũng sẽ trang bị hệ thống phanh hiệu năng cao, đĩa đục lỗ. Tất nhiên rồi, nó là một cái cấu hình để đáp ứng với một cái mẫu xe AMG. Còn đây sẽ đáp ứng cho những cái nhu cầu di chuyển gia đình, chúng ta cần sự êm ái, cần một cái ngoại hình thể thao thôi. Còn về phần hiệu năng thì có lẽ là thiên về cái sự êm ái để phục vụ gia đình nhiều hơn. Về bên trong không gian nội thất thì chắc chắn những cái trang bị nó sẽ có những cái khác biệt. Tuy nhiên cái đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn thì hai mẫu xe này nó đều sở hữu 3 hàng ghế với cái không gian là tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có một cái phần ngồi rất là thoải mái ở cái hàng ghế thứ hai, ghế có thể điều chỉnh đa hướng và đồng thời chúng ta có thể chia sẻ không gian với cái hàng ghế thứ ba. Cái hàng ghế thứ ba thì thực chất là cái mẫu xe này sẽ thông thường được xếp vào cái dạng xe là 5+2. Tuy nhiên nếu như mà cái tạ người vừa phải và đồng thời chúng ta sẽ có một cái hàng ghế thứ hai mà có thể chia sẻ không gian với hàng ghế thứ ba thì đây cũng sẽ là một trong những cái không gian có thể nói là tạo được cái sự thoải mái khi mà chúng ta sử dụng thực tế. Còn nếu như mà khi không sử dụng thực tế thì cái hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng lại và sẽ trở thành một cái phần cốp để đồ rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Về không gian của hai mẫu xe này thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ cần có một chút thời gian trải nghiệm thực tế cùng với gia đình của mình để có thể cảm nhận về nó. Tất nhiên nó sẽ có những cái điểm khác biệt về những cái trang bị thì bây giờ đây mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn nhiều hơn, đặc biệt đó chính là cái sự khác biệt của hai cái mẫu xe GLB. Đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn về cái trải nghiệm vận hành của mình đối với cả hai cái mẫu xe này.
Chiếc GLB200 thì mình đã từng có dịp chia sẻ trước đây rồi, nhưng mà trong cái clip này mình xin phép được nhắc lại với các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái mức giá 1,6 tỷ đồng cho cái chiếc GLB200 thì nó vô cùng hấp dẫn đối với mình. Chúng ta sẽ khó để mà mua được một cái chiếc SUV hạng sang ở thời điểm này với cái mức giá là 1,6 tỷ đồng. Đó là chưa nói đến nó là một cái chiếc xe 7 chỗ hay như thế nào. Chỉ cần là một cái SUV hạng sang đa dụng mà mức giá chỉ 1,6 tỷ đồng thì mình nghĩ rằng chúng ta rất cần quan tâm. Và theo như mình dự đoán thì có lẽ trong cái thời điểm này thì GLB là cái mẫu xe thu hút khách hàng nhiều nhất. Bản thân mình là một người rất là thích xe sedan thôi, nhưng mà khi mà nhìn vào cái mức giá 1,6 tỷ đồng cho một cái chiếc xe 7 chỗ như GLB thì thật sự là mình cũng rất là nao núng, cảm thấy nó rất là hấp dẫn. Để nói về khả năng vận hành của những chiếc GLB hay thậm chí ngay cả mẫu xe điện EQB thì ba cái chiếc xe này ở Việt Nam mình đều đánh giá cao trong cái khả năng vận hành. Có lẽ nhà sản xuất họ đã thiết lập một cái cấu hình mà khi bất kể ai lên cái mẫu xe này cũng dễ dàng có thể làm quen ngay lập tức được. Bản thân mình ngay từ lần đầu tiên mình cầm lái chiếc GLB200 mình đã nhận ra được rằng ồ, tại sao cái chiếc xe này nó rất dễ để làm quen. Thậm chí là từ cái bánh lái mình rất dễ dàng để lái. Về động cơ, khung gầm và hộp số cũng vậy. Nó rất khác so với những cái mẫu xe Mercedes-Benz khác mà mình từng có dịp chạy. Mình đoán là vì cái DNA thế hệ mới của Mercedes-Benz, họ đã làm cho cái chiếc xe trở nên sắc bén hơn. Những cái phản hồi từ khung gầm, từ hệ thống treo hay từ tay lái nó cũng đã thật hơn, nó khiến cho người lái có được cái cảm giác tự tin khi mà họ chạy nó. Điển hình ví dụ như mình đã chạy cái chiếc GLB khá là nhiều ở trong phố, GLB200 á, mình đã chạy rất là nhiều trong phố. Những cái chuyển động của cái chiếc xe được cảm nhận rất là rõ ràng. Và đặc biệt nhất đó chính là từ cái phần động cơ. Mặc dù là chỉ hơn 150 mã lực thôi, nhưng mà bổ trợ cho nó là cái hộp số ly hợp kép. Chính vì vậy cái sức mạnh từ động cơ truyền xuống cái bánh xe nó không bị hao hụt quá nhiều, nên mỗi cú mà mình tăng tốc, mình đạp ga, động cơ hay là cái chiếc xe nó phản hồi với cái chân của mình rất là nhạy bén. Mình cũng hơi ngạc nhiên tại vì trước đó thì với những cái mẫu xe Đức từ Mercedes-Benz hay là thương hiệu khác cũng vậy, sức mạnh đâu đó khởi điểm từ khoảng hơn 180 mã lực thì nó đem đến cho chúng ta những cái sự vượt trội trong cái khả năng vận hành. Tuy nhiên với cái mẫu GLB200 đáp ứng cái nhu cầu gia đình nhiều hơn, 7 người gia đình hoặc là có thể là nữ lái thì cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng để làm quen. Đó, và nó không yếu nha. Chiếc GLB200 trước đây mình đã từng chia sẻ rằng mình thấy nó không hề yếu, thậm chí rằng mình thấy nó rất là nhẹ bén là đằng khác. Và cái thứ mà mình đánh giá cao nhất đó chính là cái hệ thống khung gầm của nó. Đó, nó giúp cho mình trải nghiệm cái chiếc xe nó trọn vẹn hơn. Nó không phải là một chiếc xe quá êm giống như là GLC. Thật sự là nó không có quá êm như GLC, nhưng mà ngược trở lại thì nó lại cho mình những cái cảm giác cầm lái rất là tự tin. Thậm chí là đặc biệt là với cái nhóm người trẻ như mình nè, mình có thể cảm nhận cái chiếc xe nhiều hơn và từ đó nó dẫn đến những cái cảm xúc khi mà cầm lái nó vui vẻ hơn, hấp dẫn hơn. Mình có thể hiểu chiếc xe nhiều hơn từ bốn cái bánh xe của mình nó đang như thế nào, hay là cái vô lăng của mình nó làm sao. Chạy một cái chiếc xe 7 chỗ như GLB ở trong thành phố nó rất là nhàn. Đó, kiểu vậy. Rồi, khi mà quay trở lại với câu chuyện là hiện tại mình đang chạy chiếc AMG 35, GLB 35 AMG, thì cái cảm giác nó lại quá giống nhau. Giống nhau ở đây đó chính là cái việc rất dễ để cầm lái chiếc xe này. Nó hơi khác so với chiếc A35, chiếc sedan á, chiếc sedan mà mình từng có dịp chạy. Thì chiếc sedan nó đem đến cho mình những cái gì, nó là sự sôi động, nó là cái sự náo nhiệt, nó là một cái chút gì đó quậy phá. Thì với chiếc GLB35 này nó giống như là một người đàn ông trưởng thành hơn. Chúng ta đã có những cái hệ thống cách âm tốt hơn, rồi chúng ta đã có những cái hệ thống treo hoạt động nó êm ái hơn. Rồi vậy thì tại sao chúng ta lại cần chiếc GLB35? Nó sẽ là một cái chiếc xe chắc chắn là mạnh hơn GLB200 rất nhiều. Và cái điều này nó sẽ thúc đẩy đối với ai mà muốn trải nghiệm một cái cảm giác mạnh mẽ, thể thao. Và mình sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn khi cái chiếc xe nó mạnh, nó nhạy. Và nó sẽ có thể đem lại cho mình những cảm xúc
Mình đã từng chia sẻ ở đâu đó rằng là khi mà chúng ta chi nhiều tiền hơn cho một điều gì đấy thì rất có thể nó sẽ là cảm xúc. Ngoài cái chuyện âm thanh hay là cái cảm xúc hay là cái moment xoắn mà nó đẩy chiếc xe đi ra thì mình sẽ còn rất là nhiều những cái thứ khác. Chỉ có một điều các bạn cần làm quen đó chính là khi mà với những chiếc xe AMG thì AMG thực thụ ạ, thì cái phần vô lăng nó giống như luôn bật sẵn cái chế độ thể thao rồi. Nó hơi khác so với những cái dòng xe thông thường. Đó chính là khi mà các bạn bật chế độ thể thao thì vô lăng nó mới chặt. Còn với chiếc xe này thì nó luôn luôn chặt. Đó. Còn nếu như bạn luôn luôn giữ được cái phong cách chạy xe thể thao thì nó luôn luôn là một cái bầu không khí đủ sự phấn khích. Ngay cả ở trên đường phố cũng vậy, hay là khi các bạn chạy đường cao tốc, đường dài trong phố với những cái đoạn đường ngắn, chỉ một chút thôi, một đoạn đường ngắn thôi, nó cũng có thể mang lại cho mình một chút phút giây tận hưởng và cái bầu không khí nó rất là tự do. Những cái trang bị tiện nghi đi kèm với cái mẫu xe này á, thì sẽ có một chút cũng đáng để quan tâm với một cái mẫu xe thể thao. Ví dụ như chúng ta sẽ có một cái phần vô lăng mới ở trên cái phiên bản số VIN 2022 thì đã cập nhật so với lần đầu tiên cái mẫu xe này ra mắt, đó chính là vô lăng AMG da nắp 3, da đục lỗ. Chúng ta sẽ có một cái phần nút chuyển đổi chế độ lái dạng xoay thay vì là Dynamic Select gạt ở trên khu vực điều khiển trung tâm. Nhìn chung thì một vài chi tiết thay đổi nhỏ nhỏ ở trên cái phiên bản trang bị mới của GLB35 nó sẽ thêm cho mình một chút sang trọng, thêm cho mình một chút tiện nghi. Tiện nghi thì còn có cả chỉnh ghế và nhớ ghế ở bên người phụ nữa, ghế điện. Đấy. So với cái phiên bản mà lần đầu tiên mình chia sẻ với các bạn trong một cái clip trên tay ở đại lý chiếc xe màu trắng thì nó đã gia tăng đáng kể trang bị rồi. Tuy nhiên mức giá thì vẫn đang rất là hấp dẫn. Mình quay trở lại với câu chuyện, đó chính là khởi động với 1,6 tỷ đồng thì chúng ta mua được một chiếc xe Mercedes-Benz với đầy đủ những cái chế độ bảo hành. Tính ra thì nó sẽ bị muộn số VIN mất khoảng 1 năm, khoảng 1 năm thôi. Tính theo năm thì là 2 năm, nhưng mà các bạn nên nhớ là với những cái mẫu xe nhập khẩu á, thì từ trước đến nay á, chuyện chế 1 năm nó là bình thường hoặc là nó là cái điều rất là hiển nhiên rồi. Tuy nhiên với cái mẫu xe Mercedes-Benz thì sẽ là hiện tại là 2 năm thì họ sẽ đi kèm với cái chính sách, đó chính là giảm cái giá thành bán chiếc xe đó xuống. Tuy nhiên mỗi chiếc xe bán ra đều được kiểm tra chất lượng. Điều này mình có thể khẳng định tại vì mình đã check trực tiếp với Mercedes-Benz Việt Nam thì tất cả những chiếc xe họ bán ra 2022 hay là 2023 thì đều được kiểm tra chất lượng chi tiết. Tức là mọi chiếc xe mới họ bán ra đều là chất lượng tương đương như nhau. Và thứ hai nữa đó chính là tất cả những cái ưu đãi hay là chính sách bảo hành là tương tự như nhau. Và chắc chắn là một cái thương hiệu lớn hay là thương hiệu khác đi chăng nữa, mỗi khi một chiếc xe bán ra đều được kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Xe nhập khẩu về đều phải kiểm tra chất lượng chứ không phải cứ thế họ bán ngay đâu. Rồi vậy thì với nhiều người coi đây là một cái món hời và mình cũng đồng tình với điều đó. Bởi vì sao? Trước khi mà Mercedes-Benz có cái chính sách bán hàng như vậy thì mình nghĩ rằng ngay cả việc các bạn mua một chiếc xe cũ đã qua sử dụng cũng khó để mà có thể mua được với cái mức giá 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta đang có những cái deal cực kỳ hời mà thậm chí là tiết kiệm vài trăm triệu đồng nếu như mà bạn mua chiếc xe khác. Điển hình là một loạt những cái mẫu xe số VIN 2022 của Mercedes-Benz. Mẫu xe mà mình đang chạy là GLB35 thì nếu mình nhớ không lầm là tiết kiệm khoảng 600 triệu đồng. Với 2,2 tỷ đồng cho chiếc GLB35, một chiếc xe 306 mã lực, 7 chỗ ngồi, không thể có lựa chọn khác trong phân khúc. Nếu như các bạn thật sự thích cái sự thể thao, thật sự thích cái gì đó cá tính, thích cái gì đó vượt trội hơn người khác, hay là thích cái sự đặc biệt hơn những cái mẫu xe khác trong cùng phân khúc, thì mình tin chắc rằng cái chiếc GLB này nó có đầy đủ những yếu tố để mà đáp ứng cái nhu cầu đó của bạn, bao gồm cả phần giá tiền nữa. Dù cho bạn có bỏ ra đến khoảng 2,9-3 tỷ đồng thì chưa chắc các bạn đã mua được một cái chiếc xe SUV nào tương tự như vậy, nhiều sức mạnh như vậy, công nghệ nhiều như vậy. Hay là đặc biệt đó chính là với Mercedes-Benz thì chúng ta còn có những cái sự đảm bảo về an toàn. Rồi và cuối cùng thì dù các bạn có lựa chọn GLB hay không thì với cá nhân mình đánh giá ba cái mẫu xe trong cái chassis của GLB tại Việt Nam đều là một trong những cái chiếc xe đáng để sở hữu. Nó bao gồm chiếc GLB, bao gồm chiếc GLB35 và bao gồm chiếc EQB nữa. Mình đã có một bài viết, tiếc là chưa kịp làm video để chia sẻ với các bạn về cái chiếc xe đó. Thì ba chiếc xe này có điểm chung đó là cái chassis của nó thế hệ mới, hoạt động rất là ổn định. Đặc biệt đó chính là liên quan đến cái khả năng lái. Bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm được cái sự ổn định của khung gầm mà chiếc xe nó mang lại. Ngay cả một chiếc xe mạnh như thế này nó vẫn có thể đáp ứng được cái sự ổn định.
Rồi, clip đến đây cũng đã là khá là dài. Hy vọng có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa ở trong bài viết, hoặc là ai đó có thể để lại bình luận bên dưới và mình sẽ trực tiếp trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại.